Em mình xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh xe đạp giá xỉ. Thì trước mắt mọi người là chiếc Gian Revo F1. Thì có một anh khách mua xe của em mình thì cũng rất là lăn tăn về cái vấn đề là cái chiếc này nó có lắp được chắn bùn hay không. Bởi vì là anh đi đường thì đi làm rồi đi thể dục thể thao thì anh sợ nhất ngại nhất là cái vấn đề là nước rồi bùn sình nó bắn lên người. Thì chỉ cần là nó lắp được chắn bùn ấy thì là anh sẽ quyết định là chốt luôn. Hỏi trên hãng thì có chỗ thì bảo lắp được, có chỗ thì không lắp được. Thì đây em mình cũng trả lời luôn là lắp được nha mọi người nhé. Lắp được rất là đơn giản thôi, không có gì cả, không có gì là khó khăn luôn. Chỉ là đục thêm một hai cái lỗ, một hai cái lỗ. Như cái chiếc Revo F1 này thì gắn chắn bùn dài của Gian này thì có giá hãng bán thì là lanh quanh tầm 300 với mọi người, 300 hơn 300 một chút. Thì ở dưới đây này, dưới đây là nó có một cái con ốc chạy thẳng lên, con ốc chạy thẳng lên đấy, là mình sẽ là đục một cái lỗ này và chạy thẳng lên trên là bắt ốc vào là xong. Còn mấy cái như thế, mấy cái tanh này, tanh inox này, rồi cái này thì đơn giản rồi nhé, nó có vị trí chờ sẵn rồi, có vị trí chờ sẵn thì không có vấn đề gì này. Đơn giản nha mọi người nhé. Đấy là cái đằng trước. Và tiếp đến cái đằng sau. Cái đằng sau thì mọi người đục thêm cho em một cái lỗ này này. Một cái lỗ này. Ở đây nó có sẵn một cái lỗ rồi. Sẵn một cái lỗ chờ rồi. Mọi người đục thêm cho em một cái lỗ. Cái lỗ vào đây. Bắt con vít vào là xong. Rồi đây thì là cái này ở đây là nó đã có sẵn của cái chắn bùn sẵn rồi, mình chỉ duy nhất mình đục thêm một cái lỗ này thôi này mọi người này. Đấy, thế là bắt vào là xong rồi. Còn đâu đằng sau này thì y hệt thôi, y hệt như đằng trước, nó đều có lỗ chờ sẵn rồi. Thế nên là anh chị em và các bạn khi mà quyết định mua cái mẫu Gian Revo F1 này thì hoàn toàn có thể gắn được chắn bùn nhé mọi người nhé. Gắn được hoàn toàn luôn và rất là đơn giản. Mỗi một cái chắn bùn trước và sau thì đều đục thêm một lỗ và gắn ốc vào, thế là được rồi. Ok, câu cái thắc mắc của mọi người thì đều đã được giải đáp nhé, đơn giản cho mọi người nhé. Mọi người mua xe thì mọi người liên hệ số điện thoại em Minh 0706198999. Em Minh bao ship toàn quốc, hỗ trợ lắp ráp đầy đủ cho mọi người nhé. Em cảm ơn mọi người.